Đầu phim là thành phố New York xa hoa. Tên này là Mu Jun, hắn đang khử đối tác của mình để chiếm đoạt cả tiền và hàng. Bọn đàn em đang thu dọn thì FBI đến. Hắn liều mạng chạy về chiếc xe bọc thép để tẩu thoát, rồi thì chạy hộ mình cái bạn ơi. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là Jack, FBI đẹp trai. Khi về trụ sở, anh bị cấp trên trách móc vì không thông báo trước khi hành động. Anh nói rằng vì nhận được tin báo, ai đó đã gửi mail đến. Cheo Ji-ung đang hỏi cung tên Mu Jun thì ra hắn cũng là người Triều Tiên, xuất khẩu mai thúy qua cả Mỹ. Jack đột ngột xông vào. Vì Ji-ung cướp mất nhiệm vụ của anh ta, theo thỏa thuận Triều Tiên và Mỹ, tội phạm sẽ được dẫn độ về nước. Hai người họ định choảng nhau, thì sếp Jack đi vào nói rằng đó là mệnh lệnh của Bộ Ngoại giao. Trách nhiệm của Mỹ là hộ tống hắn lên máy bay về Triều Tiên. Áp giải tội phạm có cần phải đẹp vậy không trời ơi? Xe tù được hộ tống bởi ba xe cảnh sát. Cảm ơn đội trưởng, tôi đã mua quà cho con gái với vợ tôi bằng 100 đô anh tặng. Cái gì, không phải là tờ 10 đô sao? Tôi nhầm mẹ nó rồi, trả lại tôi với. Thôi chết, tôi xài gần hết rồi. Không ngờ anh tôi cũng vui tính vậy đấy. Một quả bom nổ khiến xe của họ bị lật. Vài đặc nhiệm đến ứng cứu bị bắn tỉa hạ gục. Xe chở tù nhân cũng bị tấn công. Tên Mu Jun nhân cơ hội giải quyết toàn bộ lính áp giải. Nhân lúc đồng bọn đang đấu súng với cảnh sát, hai tên này gắn bom phá cửa xe tù. Tên Mu Jun bước xuống cầm súng giao chiến với cảnh sát. Ji-ung nhảy lên ô tô để tiếp cận chúng, rồi ngắm bắn hạ gục một tên. Vừa nhảy xuống xử lý thêm tên nữa, Jack bên này cũng cày nát đội hình địch. Thấy bất lợi, chúng tẩu thoát, chỉ còn lại khẩu súng trên miệng cống. Không ngờ hắn còn tặng kèm một quả bom, vụ nổ khiến một đồng chí thiệt mạng. Chuyển cảnh sang Hàn Quốc, nhóm người này là đường dây lừa đảo qua mạng. Chúng đang phàn nàn vì kịch bản lừa đảo quá lố. Tên sếp đang bàn chuyện làm ăn với Jinta E. Ơ mà cái gì vậy, Kame ra sao? Anh có mắt nhìn đấy, tôi đang tập làm YouTuber. Hắn sợ hãi bỏ chạy. Vừa đến cửa thì cảnh sát ập vào. Tôi là cảnh sát Jinta E. Số tài khoản, điện thoại với hộ chiếu giả chúng mày lấy ở đâu vậy hả? Qua nguồn thông tin có được, anh chuẩn bị tóm tên cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ. Thì hai cảnh sát tuần tra đến vì xe của ta E chưa đăng kiểm. Dù ra hiệu lần này đến lượt khác, hai anh cảnh sát vẫn không hiểu ý. Còng tay nữa à, để bắt cóc phụ nữ phải không? Tên biến thái này, vì vậy ta E lỡ miệng làm lộ thân phận. Hắn giơ súng bắn chỉ thiên rồi lên xe bỏ chạy. Ta E nhảy lên nóc xe để bám đuổi. Sau một hồi lạng lách đi qua mấy con phố, vì đánh tay lái cứu một đứa bé nên anh bị hất xuống xe. Tên kia nhờ đó mà tẩu thoát thành công. Đang cảm giảm thì, ôi máu kia, dậy thì gọi cấp cứu nhanh đi ba. Hai đứa này đánh nhau ở tiệm net, ai nhận vụ án này vậy? Tôi ạ, đánh nhau thì liên quan gì đến an ninh mạng, nhưng bọn chúng lấy bàn phím đánh nhau ạ. Ôi trời, vậy lấy tiền đánh nhau thì bị xem là tội phạm tài chính à? Còn đánh bằng máy tính thì là tội phạm kỹ thuật số sao? Ôi trời ơi, cái thằng này, lúc này tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, đang tổ chức tang lễ cho đồng chí bị mất do vụ nổ bom ở New York. Lãnh đạo Triều Tiên cho biết có dấu vết tên Mu Jun tại Hà Nội, Việt Nam. Hắn đang tiến hành dùng hộ chiếu giả để đến Hàn Quốc. Trước kia, khi kinh tế khó khăn, Viện Nghiên cứu Quân đội Triều Tiên 915 đã sản xuất ma túy đá để kiếm ngoại tệ. Tên Mu Jun đã ẵm theo tài khoản 1 tỷ đô và biến mất. Số tiền đó có thể giải quyết nạn đói ở Triều Tiên. Lý do hắn chọn Hàn Quốc vì người quản lý 1 tỷ đô ấy ở Hàn Quốc. Tên này là quản lý chuỗi sản xuất ma túy ở Viện Nghiên cứu Quân đội 915. Nếu hắn và tên Mu Jun bị bắt ở Mỹ, thì số tiền đó coi như xong. Một tuần sau họ đến Seoul, lúc đó phải lập tức bắt bọn chúng về. Đây là một nhà xưởng đang trong quy trình điều chế mai thúy đá của tên Mu Jun. Hắn đến một vũ trường, dùng gia đình đe dọa tên Michael. Trong 3 ngày phải chuẩn bị tiền cho hắn. Trước đây bọn chúng đã hợp tác buôn mai thúy. Giờ Mu Jun muốn rút tiền rồi trốn cảnh sát. Cấp trên nói với ta E, Ji-ung sắp đến Seoul điều tra một vụ án và muốn phái anh đi hỗ trợ. Nếu đồng ý, ông ấy hứa đưa anh về đội điều tra đặc biệt, đơn vị cũ mà anh công tác. Sau khi nghe Ji-ung sắp đến, mắt Mi Jong sáng rực lên. Còn vợ ta E vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị bắt cóc ở phần 1, nên khuyên anh không nên hỗ trợ Ji-ung. Mi Jong lẻn vào phòng ta E trộm tiền, phát hiện quỹ đen anh giấu trong máy lạnh. Lúc này ta E bước vào, anh đang nói chuyện với đồng đội về việc sẽ hỗ trợ Ji-ung. Mi Jong dọa sẽ đi mách chị dâu, nhờ đó tống tiền được một khoản, còn yêu cầu phải được gặp anh ấy. Hết cách, ta E đành đồng ý. Ta E đến đón Ji-ung. Hàn Quốc có mỗi anh làm cảnh sát thôi à? Hai họ ôm nhau sau thời gian xa cách. Ji-ung chủ động giao súng cho ta E giữ. Ta E nhớ lời tên đội trưởng, hỏi thăm dò xem anh có mục đích gì khác ngoài bắt tên buôn mai túy không. Ji-ung biết nên trả lời lảng tránh. Ji-ung đưa vài tấm ảnh và nói những ai xăm hình này là những người phân phối mai thúy loại mới. Manh mối chỉ có vậy thôi sao? Ta E cười Ji-ung quê mùa. Vì không biết điều tra bằng khoa học, chắc khoa học bên đó dành nghiên cứu tên lửa thôi nhỉ. Nhìn tôi có vui không anh gì ơi? Ta E lập tức ra lệnh cho cấp dưới điều tra nơi bán mai thúy loại mới thông qua tấm hình. Sau đó họ tra ra được và hẹn giao dịch với chúng. Sau 30 phút nữa chúng sẽ giao hàng đến.
Sau đó họ phát hiện tên giao hàng đi xe mô tô đến, Tae và Ji-ung sau khi xác nhận đúng là loại Mai Thúy mới, họ dựa vào camera giao thông mà đuổi theo đến hang ổ của hắn. Sau khi chào hỏi chúng kéo một đám vây hai anh, rồi tỏ vẻ khinh thường, nhưng khinh thường anh tôi là hơi sai lầm rồi. Hai bên lao vào đánh nhau, Ji-ung đập một tên xuống ghế, đá gậy chúng một tên, bọn chúng đánh không lại nên rút dao ra. Ji-ung lấy cây đập ruồi nhúng vào đĩa nước ớt. Cái này giống sơn súng trong lửa chùa, giúp vũ khí tăng sát thương, anh tôi tát không trượt phát nào. Đập như đập ruồi vậy, Tae cũng đã hạ được tên cầm đầu. Chúng khai lô hàng đó được một người Triều Tiên cung cấp, trời ơi một túi tiền đầy, nhiều đây đầu thai ba kiếp không biết mãn hạn tù chưa, vì sợ quá chúng hứa sẽ giúp họ bắt mấy tên kia, vì chúng sắp đến lấy tiền, bọn chúng đã đến dưới lầu, thấy hành vi khác lạ, lại thêm vết xước trên mặt hắn liền nghi ngờ, bắt tên áo đỏ làm con tin, xong chúng bỏ chạy, Ji-ung đuổi theo, một tên chạy thoát còn một tên bị thương khá nặng, sau khi được cấp cứu bác sĩ báo hắn có thể tỉnh dậy vào ngày mai, trên TV đã đưa tin tức về vụ việc, trời ơi anh Ji-ung ngầu quá trời. Sợ anh trai bị phát hiện, Mi Jong định chuyển kênh, nhưng chị dâu đã thấy Tae trên TV. Tae đưa hộ chiếu tên đang hôn mê cho sếp để phân tích. Lúc này vợ anh gọi bảo anh dẫn Ji-ung về nhà ngay. Hai ông anh bị bắt quỳ gối vì Tae không nghe lời cô mà đi hỗ trợ Ji-ung. Mi Jong bênh Ji-ung vì lần đó nhờ anh mà họ thoát nạn, tất cả hành động của họ đang bị theo dõi. Trong lúc nhậu, Tae hỏi Ji-ung sao tên Mu Jun bị Interpol truy nã lệnh báo động đỏ vậy. Ji-ung nói hắn sản xuất và buôn bán một loại mai thúy có tính gây nghiện cao, được điều chế từ các thành phần hóa học dễ tìm. Nhưng sao hắn lại chạy qua Hàn? Ji-ung không muốn nói nên trả lời không biết. Ji-ung hỏi có manh mối gì từ điện thoại và giấy tờ tên hôn mê không? Tae cũng lẩn tránh, rồi nói mình đi mua thêm bia. Tên đàn em thoát được báo cáo với Mu Jun rằng Ji-ung đang truy bắt họ. Ji-ung lấy điện thoại báo cáo tình hình cho lãnh đạo. Sáng hôm sau hai người họ đến bệnh viện để hỏi cung, thì bị ngăn lại vì nhiệm vụ được giao cho bên khác rồi. Họ nhất quyết xông vào thì gặp Jack FBI. Anh ta đưa lệnh ra và nói vụ án này giờ thuộc về mình. Cấp trên của Tae vào lôi họ ra ngoài. Lãnh đạo FBI đưa cho Jack vài tấm hình. Có vẻ Ji-ung và Mu Jun từng là đồng đội. Tae hỏi cấp trên có tìm được gì từ đồ tịch thu của tên đang hôn mê không, thì họ phát hiện hộ chiếu giả in 3 chiều. Trên thế giới chỉ có vài người in được thôi. Tae nhớ lại lời giới thiệu của tên Seri ở đầu phim. Bất bình bì bị FBI xỏ mũi. Ji-ung thú thật tên Mu Jun đã đưa một kỹ sư về để chế tạo mai thúy. Họ phân tích nếu sản xuất lượng lớn mai thúy như vậy, thì chắc chắn phải tìm được nguồn nhiên liệu. Qua đó điều tra được, một tuần trước có một vụ trộm chất hóa học, xưởng sản xuất mai thúy lớn sẽ thải ra rất nhiều khí gas và mùi hôi, nên họ điều tra các xưởng bỏ hoang và ở xa khu dân cư. Sau khi lọc thì họ vũng tìm đến một nhà xưởng, Jack đang hỏi cung nhiệt tình nhưng hắn không chịu khai, rồi họ rời đi, hắn lấy đinh ghim hồ sơ mở còng ra, nhưng đâu biết mình đang bị theo dõi, mọi hành động của hắn đều bị giám sát. Hắn ta cướp xe cứu thương chạy trốn, nhưng không hề biết mình bị trực thăng theo dõi. Sau khi dùng flycam khảo sát địa hình, họ phát hiện chiếc xe hóa chất bị cướp rồi đi đến đó. Nhưng tên Mu Jun đã thấy hành tung của họ thông qua camera. Khi này tên đồng bọn đã lái xe cứu thương quay về. Hắn tiến vào thấy trên bàn là bom với một chiếc điều khiển. Bên ngoài FBI cũng đã đuổi đến. Ji-ung lúc này mới chú ý khắp nơi đều đã bị gắn bom. Ôi rồi ôi hết hồn. FBI đang tiến quân vào. Điện thoại reo lên, tên Mu Jun nói với đàn em rằng hãy cảm tử để dọn dẹp sạch sẽ bọn cảnh sát. Jack ra lệnh chạy khỏi tòa nhà. Lúc này mọi người lao hết ra ngoài, khói lửa nghi ngút mọi nơi. Ji-ung lấy một tấm ván che chắn hỗ trợ mọi người. Tên Mu Jun đã tẩu thoát đến một nơi khác. Jack đánh Ji-ung vì cho rằng cậu là gián điệp. May có Tae đứng ra hòa giải. Trong lúc nhậu, Ji-ung thú nhận Mu Jun từng là tiền bối của mình. Anh ta xuất thân là lính du kích, thuộc hạ đều là lính đánh thuê. Jack cũng kể vụ bắt hắn ở New York nhận được mail chỉ điểm, khả năng cao người gửi mail là tên Michael. Tae từ chiếc điện thoại thu được của tên thuộc hạ, cũng đã điều tra ra kẻ bán mấy món đó là Seri. Chỉ cần tóm được Seri thì sẽ có số của Mu Jun, từ đó mà tra được địa chỉ của hắn. Nhậu say bí tỉ, Tae dẫn hai anh về nhà mình, biết Ji-ung sắp về Mi Jong sửa soạn, rồi ra vẻ tiểu thư đài các, ôi cầm sách ngược rồi cô nương. Ji-ung bước lòng cô nở hoa, thấy anh bị thương cô lau vết thương cho anh. Lúc này Jack bước vào chiếm hết hào quang, nhìn anh tôi thấy thương không cơ chứ. Đến cả vợ và con Tae cũng mê Jack như điếu đổ. Tae an ủi anh tôi vì bị chiếm spotlight. Jack kiểm tra đã phát hiện thiết bị nghe lén, khiến bên kia chỉ nghe được tiếng nước chảy. Bên Ji-ung lúc gọi điện cho sếp cũng bật đài làm nhiễu âm thanh. Có vẻ anh cũng đã nhận ra rồi, còn Tae thì vẫn bốc phét như thường. Bên cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra được nơi ở của người yêu tên Seri. Theo dõi sáng đến tối cũng không thấy tung tích gì. Mi Jong mang đồ ăn đến cho mọi người. Đột nhiên đối tượng chuẩn bị ra ngoài. Mi Jong đồng ý giả làm người yêu Ji-ung để tiếp cận đối tượng. Tae thì đột nhập nhà cô ta.
Kỳ lạ là cô ta mua cái gì cũng hai cái. Nhận ra gì đó, Ji-ung bỏ đi. Tên xe Ji tấn công ta e từ phía sau. Anh xử lý đẹp, Ji-ung và Mi-jong cũng đã về. Bị gặng hỏi nhưng hắn nhất quyết không đưa số Mu-jun ra. Ta e dọa sẽ đưa hắn qua nhà tù CBGA. Nhưng hắn không tin nên cười khoái chí. Ta e giả vừa gọi điện cho thanh tra ở Nga. Hắn bắt đầu hơi rén, Mi-jong lấy đồ hóa trang biến rách thành thanh tra Nga. Thấy rách tiến vào hắn nói không nên lời. Ngoan như cún đã khai ra mật khẩu điện thoại. Phía bên đây tên Mu-jun đang điều chế vũ khí sinh học. Nhờ có số điện thoại cảnh sát đã tra được vị trí của Mu-jun. Hắn đang trên đường đến vũ trường của tên Michael. Mi-jong nói mình sẽ thu hút sự chú ý, còn mọi người sẽ đi tìm hắn. Mi-jong nhảy múa khiến Ji-ung cũng mê đắm. Ta e đóng giả bồi bàn để vào trong. Mu-jun cũng đã đến nơi. Tên Michael đã gom đủ 1 tỷ, nhưng đưa hắn 5 triệu won hứa sẽ trả dần mọi chi phí sinh hoạt, vì hắn muốn để tiền làm ăn. Ji-ung lấy điện thoại báo cáo tình hình cho cấp trên. Rách báo ta e rằng Ji-ung giấu họ, muốn bắt Mu-jun và mang tiền về nước. Ta e đã tiếp cận vào trong. Nhóm Mu-jun lúc này lấy súng giết hết đàn em Michael. Ông kỹ sư cũng tới khuyên hắn dừng lại. Hắn bắn luôn rồi xử cả Michael. Điện thoại ta e rung lên. Anh nhắn lại mình đang ở phòng VIP. Ji-ung nhốt rách vào một căn phòng. Thấy ta e gặp nguy hiểm, anh ném bình chữa cháy dạng bột rồi xử hết chúng. Tên kỹ sư chăn chối phải ngăn hắn lại tránh một cuộc thảm sát. Tên Mu-jun đã tháo chạy. Hắn lên xe tẩu thoát. Ji-ung bắn trúng lốp xe khiến xe bị lật. Đi lên kiểm tra hắn đã chạy. Ji-ung còng tay ta e vào xe rồi đuổi theo. Khi tóm được hắn, Ji-ung dùng thỏa thuận Bắc Triều và Nam Hàn yêu cầu dẫn độ Mu-jun về nước. Cấp trên trách ta e vì để Ji-ung xỏ mũi. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ji-ung đã giao thiết bị ngân hàng 1 tỷ đô cho lãnh đạo. Khi bắt tay anh thấy hình xăm trên tay ông ta là hình bọn điều chế Mai Thúy. Khi tra cứu tên loại thuốc mà tên kỹ sư nói trước khi chết, anh phát hiện đó là vũ khí sinh học giết người hàng loạt. Ji-ung gọi cho Jack nói rõ tình hình, nhưng anh đã trên đường về nước. Ta e về nhà thì gia đình đang bị uy hiếp. Jack gọi cho sếp chưa kịp nói, hắn đã biết tên của kỹ sư chế tạo Mai Thúy. Jack biết sếp mình là kẻ phản bội nên cúp máy. Trên xe một tên lao vào ám sát anh. Hắn siết cổ Jack nhưng anh đã lấy một cây bút đâm hắn. Trên điện thoại hắn toàn hình gia đình ta e. Anh gọi cho Ji-ung và nói sếp mình là nội gián, nên tên Mu-jun biết hết đường đi nước bước của họ. Hắn đã cố ý bị bắt. Jack sẽ đi cứu gia đình ta e, còn Ji-ung xử tên Mu-jun. Anh gặp cô cảnh sát theo dõi nhà ta e và nhờ cô giúp đỡ. Bị uy hiếp, ta e dẫn bọn này đến chỗ ở của Liên đoàn Triều Tiên. Mi-jong thấy Jack nên phân tán sự chú ý mấy tên này. Bên ngoài cô cảnh sát cũng bấm chuông cửa. Nhân lúc hắn sơ ý, anh tấn công từ phía sau. Tên đồng bọn chạy lại xem tình hình. Jack lao vào đánh hắn, Mi-jong chạy lại trợ giúp. Hắn lấy một con dao tấn công anh. Jack kêu Mi-jong đi mở cửa. Sau khi vào nhà, cô cảnh sát lập tức nổ súng. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Đàn em tên Mu-jun cầm một thiết bị gì đó gắn lên tầng thượng. Ji-ung đi lên tầng lầu nơi đang hỏi cung Mu-jun. Tên này bị cướp quyền kiểm soát phòng điều khiển, chặn thang máy lại. Gia đình gọi điện báo bình an cho ta e. Chỉ huy bên Triều Tiên chuẩn bị rút tiền thì bị hách mất. Rõ ràng là chiêu trò của tên Mu-jun. Lãnh đạo Triều Tiên định xử hắn thì người của hắn đã đến. Đàn em hắn bao vây và xử lý hết nơi này. Ji-ung leo lên nóc thang máy. Tên Mu-jun đã kiểm soát hoàn toàn nơi này. Hắn lấy lại thiết bị ngân hàng giết luôn tên chỉ huy. Ji-ung trèo lên thang máy bắn hạ bọn tay chân. Hai bên đấu súng căng thẳng. Anh bắn một phát là một tên. Lấy xác bọn chúng làm lá chắn. Anh tôi giải quyết từng tên một. Anh bị tên Mu-jun khống chế. Hắn nói sau 5 phút nhấn điều khiển thì mọi vật bán kính 3 km sẽ diệt vong. Ta e đến ứng cứu, khiến hắn rơi thiết bị ngân hàng. Ji-ung lao ra thang cáp treo ngoài ban công, tên Mu-jun lao theo. Hai bên tiếp tục đánh nhau. Ji-ung bắn đứt một bên dây cáp khiến hắn lơ lửng. Hai người họ đu đưa giữa trời. Tên Mu-jun bấm nút điều khiển bom sinh học. Ji-ung leo lên trên tìm quả bom. Tên Mu-jun cũng đã lên bờ. Hắn lao vào tấn công Ji-ung. Hai bên trao đổi võ công. Ta e cũng giải quyết tên đàn em. Anh lên hỗ trợ Ji-ung. Cậu ta chỉ chỗ quả bom cho anh. Tên Mu-jun bất chấp thảm sát. Vì năm xưa Hàn Quốc không cho dân tị nạn Triều Tiên trốn qua, nên vợ con hắn đều bị chết. Vì thế hắn muốn giết hết người Hàn Quốc. Tìm được vị trí quả bom, ta e gọi cho Jack nhờ hỗ trợ. Jack nói phải tìm chìa khóa để vô hiệu hóa quả bom. Lúc này họ cũng đã đến dưới tòa nhà. Trên này Ji-ung đã giải quyết được tên Mu-jun. Ta e nói anh phải lấy chìa khóa, nhưng tên này đã cầm theo nó lao xuống lầu. Đang thất vọng thì một chiếc Flycam mang chìa khóa lên. Ta e lấy chìa khóa ném về phía Ji-ung. Anh chạy lại vừa kịp lúc vô hiệu quả bom.
mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. 1 tỷ này giờ làm gì đây? Tôi có ý này, quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc quyên góp 1 tỷ đô cho Triều Tiên, nhưng không tiết lộ danh tính người quyên góp. Ji-ung tạm biệt mọi người về nước. Mi-jong nói sẽ đợi anh. Sau khi Ji-ung đi, Jack đang tán tỉnh Mi-jong. Anh tôi quay lại khẳng định chủ quyền, tặng cho Mi-jong một thỏi son, trông anh ngầu quá nè. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.